Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cùng hình ảnh một đám cưới của cặp đôi đũa lệch giữa cô dâu xinh đẹp và chú rể tí hon đã được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo như chia sẻ thì đám cưới này được tổ chức ngày 18 tháng 12 năm 2016 vừa qua tại Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy chú rể với vóc dáng khá nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn, đi bên cạnh người vợ có chiều cao vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên dù có khiếm khuyết về ngoại hình, cặp đôi đũa lệch vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc trong ngày vui của mình. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi cặp đôi này. Sau khi những hình ảnh của cặp đôi đũa lệch được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự thích thú cũng như tò mò về đám cưới đặc biệt này. Bên cạnh đó, một số người cho rằng chú rể tí hon không may mắc phải căn bệnh hiếm gặp nên dù đã trưởng thành thì ngoại hình vẫn không đổi. Đám cưới này ở Hương Khê quê mình, các bạn đừng nghi ngờ gì nữa. Chú rể sinh năm 1987 nhé, nhưng bị bệnh thấp bẩm sinh nên ngoài 30 tuổi rồi mà vẫn chỉ như đứa trẻ. Đám cưới đặc biệt khiến ai cũng bất ngờ nhưng cũng chúc mừng cho gia đình nhỏ của anh ấy. Chúc anh chị hạnh phúc nhé, một tài khoản chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.